Không khí mùa xuân đã tràn ngập khắp các nẻo đường. Trong cái se se lạnh của đất trời vào những ngày cuối năm, sự giao mùa từ đông lạnh sang xuân ấm áp như khiến tạo vật bừng thêm sức sống, hoa cỏ đua hương sắc. Không khí mùa xuân hòa quyện vào với nắng đã khắc họa lên một bức tranh mùa xuân xinh đẹp đến tinh tế. Sự chuyển giao của đất trời làm xu hướng thời trang cũng thay đổi theo. Mùa xuân mang đến sự ấm áp, xua tan những giá lạnh. Vì vậy, gam màu trang điểm chủ đạo cho mùa xuân thường là những gam màu nổi bật. Màu sắc trang điểm cần phải phù hợp với trang phục, tạo điểm nhấn, tăng nét sang trọng và gợi cảm. Kết hợp với một chút cầu kỳ khi tạo kiểu tóc sẽ cho bạn vẻ đẹp tỏa sáng rạng rỡ trong buổi dạ tiệc. Bảo Anh xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sự Lựa Chọn Thành Công phối hợp với Trung tâm Đào tạo Thẩm mỹ Linh Chi thực hiện. Quý vị thân mến, nhân những ngày đầu năm mới thì Bảo Anh cùng những người thực hiện chương trình xin được chúc cho quý vị và gia đình một năm mới vạn sự như ý và nhiều niềm vui hạnh phúc. Quý vị thân mến và đặc biệt là tất cả các chị em phụ nữ xin chúc cho tất cả chúng ta là luôn luôn xinh đẹp và rạng rỡ nhé. Xin giới thiệu đến quý vị khán giả, đây là chuyên gia trang điểm Nguyễn Trọng đến từ Trung tâm Đào tạo Thẩm mỹ Linh Chi. Xin chào thầy. Xin chào Bảo Anh và xin chào quý vị đang xem đài. Thưa thầy, thầy có thể chia sẻ đến quý vị khán giả biết về xu hướng trang điểm năm nay được không ạ? Xu hướng trang điểm năm nay vẫn thiên về những cái tông màu tươi trẻ, nhẹ nhàng, phù hợp với cá tính và bộ trang phục của các bạn gái. Tuy nhiên, để đi tiệc vào ban đêm thì các bạn nên sử dụng những tông màu rêu đồng hoặc là những cái màu nâu, đen để mà nhúng đuôi làm cho con mắt thêm phần sâu hơn và nhìn có cá tính nổi bật hơn. Hôm nay thì Trọng sẽ hướng dẫn cho các bạn trang điểm màu hồng da ở phần đầu mắt và nhấn đuôi màu rượu ở phần đuôi mắt. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phần tông màu trang điểm phù hợp với bộ trang phục mà mình sẽ du xuân đúng không thầy? Và đặc biệt là buổi dạ tiệc đêm nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe bài học của mình quý vị nhé. Trong cái mùa xuân năm nay thì các bạn gái nên chọn những cái bộ trang phục nó phù hợp với cái màu sắc của mùa xuân, giống như những cái màu hồng hồng da da hoặc là màu cam, màu đỏ tươi nhẹ, vân vân. Trước khi bước vào trang điểm thì các bạn sẽ tẩy trang, làm những bước làm sạch da và chúng ta sẽ đánh nền. Các bạn đánh nền để che đi những cái khuyết điểm. Sau đó chúng ta sẽ cho một lớp phấn phủ để làm cho mịn da và làm cho sáng da hơn, góp phần làm cho cái da của mình nó đẹp hơn trong cái buổi tối. Sau khi các bạn đánh nền xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị vẽ chân mày. Hôm nay Trọng sẽ sử dụng màu xám dành cho cái chân mày của bạn Khánh Ngọc ngày hôm nay. Xu hướng trang điểm năm nay thì các bạn nên chọn những cái chân mày nó màu xám xám đen đen. Tuy nhiên các bạn đừng làm đậm quá, cho nó vừa phải để nó hợp với lại cái màu mắt, phù hợp với cái bộ trang phục và cái màu tóc của các bạn chọn ngày hôm đấy. Các bạn dùng bột để chúng ta vẽ cái phần đuôi. Các bạn cũng đừng nên vẽ quá sắc nét. Tuy nhiên vì là buổi tiệc tối ban đêm cho nên các bạn cũng phải làm hơi nổi bật so với ban ngày. Thầy ơi, không biết là năm nay thì người ta sẽ ưa chuộng phong cách vẽ chân mày là thật là cao, thật là cong hay là người ta sẽ vẽ chân mày hơi lá liễu một chút xíu hay là chân mày ngang hả thầy? Các bạn nên lựa chọn dựa vào cái chân mày thật của mình. Từ đó các bạn cứ vẽ theo cái dáng chân mày chuẩn của mình là đẹp nhất. Vậy thì tốt nhất là chúng ta nên vẽ theo đường khung chân mày đã có sẵn đúng không thầy? Trước tiên thì các bạn nên tỉa chân mày cho chuẩn hai bên. Tuy nhiên các bạn cũng đừng tỉa mỏng hoặc là nhỏ quá. Mặc dù là các bạn sẽ vẽ theo cái khung chân mày có sẵn, tuy nhiên để cho chân mày của chúng ta nó thêm phần cá tính và sắc nét hơn, các bạn có thể vẽ to hơn so với khung chân mày. Nếu như các bạn chú ý về chân mày thì chúng ta sẽ đánh màu mắt nó nhẹ hơn cho nó phù hợp với lại cái mắt của các bạn.
Vậy thì với đường cung chân mày chúng ta đã định hình sẵn như thế này rồi và rất là đẹp, rất là đậm rồi, thì hồi nãy thầy cũng đã chia sẻ là chúng ta sẽ đánh những cái màu mắt rất là sáng đúng không ạ, và cũng rất là nhã nhặn để phù hợp với lại đường chân mày này. Vậy thì màu mắt đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng đó là màu gì ạ? Trọng sẽ sử dụng màu da hồng da nhạt. Các bạn sử dụng một ít màu hồng da nhạt hợp với cái gam của màu áo. Các bạn tán thật đều và nhẹ nhàng trên cái vòng hốc mắt. Màu này là màu trung tính, các bạn có thể sử dụng cho được nhiều trang phục khác nhau. Đây là màu hồng da hợp với cái màu da và nó vẫn có thể làm cho da của các bạn sáng hơn, màu mắt của các bạn có thể to hơn. Ngày hôm nay chúng ta lại có thêm một bí quyết rồi đúng không nào? Quý vị thấy đó, lựa chọn màu trung tính như thế này và đặc biệt là màu hồng da thì chúng ta có thể phối hợp với mọi loại trang phục khác nhau. Như vậy thì chị em phụ nữ chúng ta khi mà trang điểm theo tông màu này thì tha hồ mà chúng ta lựa chọn vào mùng 1 Tết cũng được, mùng 2, mùng 3, mùng 4 hay là mùng 5. Tất cả những ngày trong Tết chúng ta có thể trang điểm màu này và phối hợp với trang phục của mình thật là ăn ý quý vị nhé. Bước kế tiếp, các bạn sử dụng một ít màu hồng. Màu hồng có nhũ nhẹ, các bạn đánh ở sát với dưới mí mắt. Các bạn tán nhẹ từ dưới lên, từ phần đầu mắt sang tới phần cuối đuôi mắt với một gam màu nhẹ nhàng thôi, và từ phần đầu mắt kéo dài ra phần đuôi mắt. Các bạn kéo nhẹ từ đầu mắt sang phần đuôi mắt và chúng ta tán nhẹ từ dưới lên để cho nó rõ, nó không có bị rõ những cái hằn của cái màu. Bước kế tiếp là các bạn sẽ sử dụng một màu nâu rượu nhẹ để chúng ta nhấn ở phần đuôi. Cái màu nhấn đuôi này làm cho mắt của các bạn sâu hơn và đậm đà hơn. Tuy nhiên các bạn cũng không tán cao quá, các bạn chỉ chậm và tán nhẹ ở khoảng 1/3 của đuôi mắt, kéo lên tới bầu hốc mắt. Sau khi các bạn dậm nhẹ ở phần đuôi mắt xong, chúng ta sẽ đánh một ít nhũ trên phần đầu mắt. Các bạn cho thêm một ít nhũ ở phần đầu mắt với mục đích là làm cho cái bầu mắt của chúng ta nó được lấp lánh hơn, nó được rạng rỡ hơn trong cái buổi tiệc tối. Ở buổi tiệc tối, nếu như các bạn muốn cho cái bầu mắt của các bạn rộng hơn, các bạn có thể cho một ít nhũ nhẹ, màu nhũ nhẹ ở trên phần dưới xương chân mày, các bạn tán nhạt ra. Sau khi thực hiện phần mắt trên xong thì các bạn sẽ trang điểm mắt dưới. Chúng ta sẽ sử dụng màu nâu rượu nhẹ, đánh ở phần đuôi mắt trước. Sau đó các bạn tán nhẹ từ phần đuôi tán vào trong phần đầu mắt. Các bạn sử dụng màu hồng cho phần chính giữa và một ít màu da cho phần đầu mắt. Sau khi các bạn vẽ mắt dưới xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị vẽ viền mắt và gắn lông mi giả. Các bạn vẽ viền mắt ở trong đầu mắt thì nhỏ thôi, mảnh thôi. Tuy nhiên ở phần cuối đuôi mắt các bạn vẽ dày hơn, to hơn một xíu. Lông mi giả như thế này rồi chúng ta có cần phải chuốt mascara quá dày không hả thầy? Chúng ta sẽ chuốt cái đầu sợi lông mi cho nó cong lên thêm và nó nhìn nó hơi dày ở phần đầu thôi. Các bạn chuốt thật là kỹ để cho nó tơi ra và nó cong ở cái phần đuôi của cái lông mi. Sau khi chuốt mascara mắt trên xong thì bây giờ chúng ta sẽ chuốt mắt dưới. Vậy là chúng ta nhớ là sau khi chúng ta trang điểm màu mắt nè, vẽ mắt nước xong rồi thì chúng ta sẽ chuốt mascara. Và nhớ là sau khi đã chuốt mascara ở mi trên thì chúng ta cũng phải chuốt mascara ở mi dưới để cho đôi mi chúng ta tương xứng quý vị nhé. Không biết là với tông màu mắt như thế này thì chúng ta sẽ lựa màu mắt hồng là màu gì để phù hợp ạ?
Vì là mùa xuân cho nên hôm nay Trọng sẽ sử dụng màu hồng cam để đánh trên gò má của bạn. Các bạn sử dụng màu hồng cam, các bạn đánh dưới xương gò má. Các bạn tán nhẹ từ trên xuống và từ dưới tán nhạt lên. Vì điểm nhấn của chúng ta là chân mày và màu mắt rồi, cho nên các bạn sử dụng một màu má hồng nhạt thôi. Các bạn sử dụng một ít má hồng, đánh từ trên xuống, sau đó chúng ta sẽ dặm phấn lại một lần nữa. Sau khi đánh má hồng xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị vẽ một màu son. Hôm nay Trọng sẽ sử dụng một màu hồng cánh sen nhẹ để cho hợp với mùa xuân, cho một ít son bóng nhạt ở trong để dưỡng môi và làm cho cái môi của các bạn nó mộng hơn. Với cái màu son là màu hồng cánh sen như thế này thì chúng ta có thể lựa những cái màu son như thế nào để phù hợp nữa ạ? Vì là mùa xuân thì các bạn cũng nên chọn những cái màu như là màu hồng hoặc là hồng cam, những màu tươi tắn làm cho đôi môi của các bạn nó trông gợi cảm hơn. Và đặc biệt là các bạn cũng lưu ý là chúng ta chọn màu làm sao cho nó phù hợp với cái bộ trang phục của các bạn đang bận, và cũng giống như là hợp với lại cái màu mắt các bạn đang sử dụng. Khi mà các bạn đánh cái chân mày và vẽ màu mắt đậm thì các bạn sử dụng những cái màu son nó cũng vừa phải thôi. Tuy nhiên nếu như ngược lại là các bạn sử dụng những cái màu mắt nhẹ nhàng thì vì là mùa xuân các bạn có thể sử dụng những màu cam tươi hoặc là những cái màu đỏ tươi làm cho đôi môi nó gợi cảm. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay nè, sau khi mà chúng ta đã trang điểm màu mắt với lại một màu ấn tượng như vậy rồi và thêm một chút xíu ẩn hồng ở đôi gò má nữa thì chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một màu son phù hợp. Nếu như mà chúng ta mặc trang phục ga màu hồng thì chúng ta có thể lựa chọn những cái màu hồng nhạt hay là màu hồng cánh sen nhạt. Còn nếu như mà chúng ta mặc những trang phục màu khác thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn màu son như thế nào để phù hợp với bộ trang phục đó. Như vậy thì quý vị sẽ có được một gương mặt được trang điểm hai hoa, phù hợp với bộ mặt trang phục mà chúng ta diện và những ngày xuân, đúng không nào? Và ở đây thì quý vị thấy là thầy Trọng đang vẽ môi son với một màu hồng cánh sen cũng rất là tươi sáng. Trọng cũng đã vừa thực hiện xong bài trang điểm dành cho các bạn gái trong buổi tiệc đêm xuân. Mong rằng sau khi xem bài học này, các bạn có thể tự lựa chọn cho mình một phong cách tự tin khi đi dự tiệc cùng với gia đình hoặc là bạn bè trong buổi tiệc đêm xuân. Quý vị thân mến, vậy là bài học ngày hôm nay đã giúp chúng ta có thể trang điểm một cách thật là tươi tắn, rạng rỡ vào những buổi dạ tiệc xuân cùng với gia đình và bạn bè rồi, đúng không nào? Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tâm Đào tạo Thẩm mỹ Linh Chi đã phối hợp thực hiện chương trình này. Xin được chúc quý vị của chúng ta sẽ luôn luôn có được những ngày xuân tươi vui và ý nghĩa quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cánh mai thắm tươi xuân nồng.